Người dân săn lùng thuốc Monopiravir trị Covid-19, giá bị đẩy lên trời, Bộ Y tế yêu cầu thanh tra. Bộ Y tế, tốc độ lây của Omicron gấp 7 lần với nhóm chưa tiêm vaccine. F0 thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần cách ly tại nhà 10 ngày. Những điều cần biết về mũi thứ ba vaccine COVID-19 hiện nay. Thời điểm nào F0 dễ lây lan virus? Xin chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trong bản tin toàn cảnh Covid, nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam cũng như trên thế giới trong 24 giờ vừa qua. Thưa quý vị, trước phản ánh về việc người dân săn lùng thuốc Monopiravir trị Covid-19 giá bị đẩy lên trên trời, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế cả nước tiếp tục tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị Covid-19. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị Covid-19. Theo đó, Cục Quản lý Dược cho biết ngày 1 tháng 9 năm 2021, Cục Quản lý Dược đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh thuốc dùng trong phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 1 năm 2022, trên phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin Người dân săn lùng thuốc Monopiravir trị COVID-19 giá bị đẩy lên trời. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế cả nước tiếp tục tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19. Theo Cục Quản lý Dược hiện nay, thuốc Monopiravir mới đang được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai, không bán trên thị trường. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo việc tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng chống dịch Covid-19 và xử lý nghiêm các vi phạm đặc biệt là các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc tăng giá thuốc bất hợp lý trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định cục quản lý dược nêu rõ Đối với Sở Y tế Hà Nội, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thanh tra kiểm tra thông tin về việc bán thuốc Monopiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội, làm rõ thông tin, báo phản ánh, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép, lưu hành, không rõ nguồn gốc xuất xứ và báo cáo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược thanh tra Bộ Y tế ngay khi có kết quả. Những ngày gần đây, Việt Nam đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron tại ba miền là các trường hợp nhập cảnh đã được quản lý cách ly kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ biến thể này lây lan ra cộng đồng và làm quá tải hệ thống y tế là có thể xảy ra khi tốc độ lây của Omicron gấp 7 lần với nhóm chưa tiêm vaccine. Việt Nam hiện đã ghi nhận 25 ca mắc biến thể Omicron. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mới đây đã cảnh báo cuộc chiến phòng COVID-19 vẫn còn nhiều thách thức. Trước mắt, nếu để biến chủng Omicron lan tràn sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống y tế. Theo nhận định của các chuyên gia, tốc độ lây nhiễm của Omicron cao gấp 7 lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp 3 lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ, nên dẫn đến tăng rất nhanh số ca mắc, gây quá tải hệ thống y tế, con số tử vong sẽ tăng lên, vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch. Sự xâm nhập của biến chủng Omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới khác, tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn chưa từng có trong công tác phòng chống dịch. Do đó, Bộ Y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng Omicron. WHO khẳng định tất cả các biến thể của COVID-19 bao gồm cả biến thể Delta đang chiếm ưu thế trên toàn thế giới đều có thể gây ra bệnh nặng hoặc tử vong, do đó việc phòng ngừa luôn là chìa khóa, bằng chứng ban đầu cho thấy Đối với hầu hết mọi người, ít nhất là đối với những người đã tiêm vaccine đầy đủ, Omicron có vẻ chỉ gây bệnh nhẹ giống như cảm lạnh thông thường. Để thích ứng với tình hình dịch bệnh mới tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn gói thuốc chăm sóc sức khỏe cho F0 tại nhà với nhiều thay đổi về đối tượng sử dụng cũng như thời gian cách ly tại nhà của F0. Hãy cùng cập nhật những thay đổi mới nhất này ngay sau đây. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hướng dẫn gói thuốc chăm sóc sức khỏe cho F0 tại nhà, phiên bản 1.7 với nhiều thay đổi. Theo đó, người bệnh COVID-19 được cách ly tại nhà khi có test nhanh hoặc xét nghiệm PCR dương tính, có đủ điều kiện cách ly tại nhà. Cụ thể, F0 phải là bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không siêu hấp SPO2 hơn 97% khi thở khí trời, nhịp thở dưới 20 lần một phút. Người bệnh trong độ tuổi từ 3 tháng đến 64 tuổi, không có bệnh nền, không mang thai, không béo phì, đã tiêm đủ liều vaccine trong phiên bản chăm sóc F0 tại nhà trước đó, bản 1.6. F0 cách ly tại nhà là đối tượng có độ tuổi từ 1 đến 50 tuổi. Bên cạnh đó, Sở Y tế hướng dẫn có thể xem xét cách ly tại nhà cho các F0 khác nếu có bệnh nền ổn định, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc sau 14 ngày kể từ ngày tiêm mũi đầu tiên. Nếu trong gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, Sở Y tế khuyến khích F0 cách ly nơi khác để đảm bảo không lây nhiễm. Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được danh sách F0, cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà phải cấp phát thuốc điều trị ngay theo quy định. Cụ thể, cấp ngay gói thuốc A nếu có triệu chứng cấp ngay gói thuốc A, C nếu F0 có triệu chứng nhẹ, riêng F0 thuộc nhóm nguy cơ, người có bệnh nền trên 65 tuổi được ưu tiên cấp ngay gói thuốc C khi có xét nghiệm dương tính, kể cả không có triệu chứng. Thuốc điều trị COVID-19 có thể được cấp tại nhà hoặc là người nhà F0 liên hệ trạm y tế, trạm y tế lưu động để nhận. Thuốc gồm 3 gói A, B và C. Đáng lưu ý, túi thuốc C thuốc kháng virus dành cho f 0 tại nhà đã được bổ sung thêm thuốc favipiravir 200mg bên cạnh Monopiravir đã có trước đó theo hướng dẫn thuốc favipiravir uống ngày đầu tiên sáng 1.600mg chiều 1.600mg từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy sáng uống 600mg chiều uống 600mg thuốc không được dùng cho phụ nữ có thai phụ nữ có kế hoạch mang thai đang cho con bú suy gan suy thận nặng khi F0 tại nhà cảm thấy khó thở, hụt hơi, SPO2 dưới 97% phải liên hệ ngay với cơ sở đang quản lý để được tư vấn hỗ trợ, bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh. Nếu có chỉ định nhập viện thì sẽ cho người bệnh sử dụng một liều duy nhất gói thuốc B gồm thuốc kháng đông, kháng viêm trước khi chuyển viện. Theo hướng dẫn mới nhất này, F0 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hết cách ly sau 10 ngày và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính. Xét nghiệm này do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế, trực tiếp hoặc gián tiếp. Sở Y tế cũng khuyến cáo dấu hiệu khi F0 là trẻ nhỏ, cần được cấp cứu, chuyển viện gồm thở nhanh, cánh mũi phập phòng, rút lõm lồng ngực, ly bì, lờ đờ, bỏ bú, ăn uống, tím tái, môi đầu chi, SPO2 dưới 95%, thở nhanh, theo độ tuổi, ở trẻ từ 1 đến 5 tuổi, lớn hơn hoặc bằng 40 lần một phút, 5 đến 12 tuổi, lớn hơn 30 lần một phút, lớn hơn 12 tuổi là 20 lần một phút. Đối với F0 là người lớn, khi khó thở, thở hụt hơi, thở nhanh trên 25 lần một phút. Ly bì, lừ đừ, tím tái, đầu chi, SPO2 dưới 94%, cần được cấp cứu và chuyển viện trước sự xuất hiện của biến thể Omicron với tốc độ lây lan đáng lo ngại. Mũi thứ ba vaccine COVID-19 được cho là cần thiết để tăng cường kháng thể, gia tăng mức độ bảo vệ. Vậy những thông tin nào người dân cần biết về mũi tiêm thứ ba của vaccine COVID-19 này? Ai đủ điều kiện để tiêm mũi thứ ba? Có nên áp dụng tiêm trộn đối với mũi thứ ba hay không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Tất cả những người lớn trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, được ít nhất 6 tháng đều đủ điều kiện tiêm mũi 3 vaccine Moderna trong khi người trên 16 tuổi đủ điều kiện tiêm mũi 3 vaccine Pfizer nếu đã tiêm đủ mũi thứ hai được 5 tháng. Đầu tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã khuyến nghị tiêm vaccine mũi thứ ba cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Tiến sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC Mỹ cho biết, hiện chúng tôi khuyến nghị rằng tất cả thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi nên tiêm nhắc lại 5 tháng sau khi được tiêm, hai liều đầy đủ. Liều tăng cường sẽ cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu chống lại COVID-19 và biến thể Omicron. Những người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine một liều Johnson Johnson được khuyến khích tiêm nhắc lại ít nhất 2 tháng sau mũi đầu tiên. CDC Mỹ khuyến cáo họ nên tiêm nhắc lại vaccine của Pfizer hoặc Moderna. Theo tiến sĩ Roger Walensky, giám đốc CDC Mỹ, CDC không có bất kỳ ưu tiên nào chỉ ra mọi người nên sử dụng vaccine COVID-19 mũi 3 khác loại hoặc cùng loại mà họ đã tiêm trước đó. Bà lưu ý, một số người thích sử dụng cùng một loại nhưng có những người khác lại thích đổi sang loại vaccine COVID-19 khác ở mũi thứ ba. Điều này không quan trọng nếu bạn đi tiêm nhưng hết loại vaccine mà bạn đã sử dụng ở lần tiêm trước đó, hãy thay thế bằng một loại khác. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết, có hai nhóm đối tượng có thể muốn xem xét việc sử dụng loại vaccine khác đối với mũi tăng cường. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã tiêm vaccine Johnson Johnson, nếu lo sợ tác dụng phụ đông máu đã từng xảy ra ở vaccine này, có thể muốn chọn tiêm mũi thứ ba bằng vaccine mRNA như là Pfizer hoặc Moderna. Trong khi đó, nam giới trẻ tuổi đã được tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna có thể muốn xem xét chọn Johnson Johnson. Liên quan đến viêm cơ tim ở nam giới trẻ, khi tiêm vaccine mRNA, họ có thể muốn chọn giải pháp thay thế là Johnson Johnson. Về cơ bản, mọi người được phép chọn lựa, nhưng tất nhiên phải có sự hướng dẫn của cơ quan y tế, ông Alex Oza nhấn mạnh. Trước thực trạng COVID-19 đã lan sâu cho cộng đồng và số F0 cộng đồng vẫn đang ở mức cao, những câu hỏi xoay quanh khả năng lây nhiễm của F0 đã được nhiều người đặc biệt quan tâm. Thời điểm nào người bệnh COVID-19 có thể làm phát tán virus mạnh nhất? Đặc biệt, nếu người bệnh không có triệu chứng, họ có thể làm lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người xung quanh như thế nào? Theo văn bản điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 kèm công văn số 11042 được ban hành vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế, thời kỳ lây truyền của F0 được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc là giá trị CT lớn hơn hoặc bằng 30. Đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng, thời kỳ lây truyền tính từ 2 ngày trước thời điểm lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết, ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy việc lây truyền SARS-CoV-2 thường xảy ra vào một đến 2 ngày trước khi người bệnh bắt đầu có các triệu chứng và kéo dài trong 2 đến 3 ngày sau đó. Các triệu chứng COVID-19 có thể xuất hiện trong vòng 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc với F0. Đối với những người không có triệu chứng, CDC cho biết, trường hợp này có khả năng lây truyền ít nhất 2 ngày trước khi xét nghiệm dương tính. Sau 2 ngày, nguy cơ lây truyền giảm đáng kể. CDC cũng khuyến cáo những người đã tiếp xúc với F0 nên làm xét nghiệm vào thời điểm 5 ngày sau khi tiếp xúc hoặc ngay khi xuất hiện các triệu chứng với biến chủng Omicron. Do thời gian ủ bệnh ngắn hơn, người tiếp xúc F0 nên xét nghiệm sau 2 ngày. Liên quan đến việc một số nơi ở Thanh Hóa có thư ngỏ vận động, khuyến cáo người dân đi làm ăn xa, không về quê gì Tết nhâm dần nếu không thực sự cần thiết để phòng chống dịch COVID-19. Ông Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nông Cống khẳng định, nội dung bức thư ngỏ của huyện chỉ mang tính chất vận động khuyến cáo nếu không phù hợp sẽ điều chỉnh ông lê xuân hùng phó bí thư thường trực huyện ủy nông cống khẳng định nội dung bức thư ngỏ của huyện chỉ mang tính chất vận động khuyến cáo người dân đang học tập làm ăn sinh sống ở những vùng có dịch covid 19 tạm thời không về quê và dịp tết nguyên đáng nhâm dần 2022 nếu không thật sự cần thiết còn huyện không cấm người dân đi lại về thăm gia đình chúc tết người thân Thư ngọ của huyện Nông Cống cũng mong mọi người dân ủng hộ chấp hành tốt các quy định của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nếu thư ngõ gây hiểu nhầm cho người dân, chiều nay mùng 7 tháng 1 họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 ở huyện. Chúng tôi sẽ bàn bạc trong thường trực huyện để có điều chỉnh thông tin phù hợp để người dân khi trở về quê hương đón Tết nhâm dần vui vẻ mạnh khỏe, ông Lê Xuân Hùng cho biết thêm. Còn ông Bùi Huy Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện miền núi Ngọc Lạc Thanh Hóa cho hay trên địa bàn huyện có hàng chục nghìn lao động đi làm ăn xa, học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên v.v. chuẩn bị đón Tết nhâm dần. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ngọc Lạc không có thư ngõ vận động khuyến cáo người dân nên hay không nên về quê đón Tết, mà việc thống kê, quản lý, giám sát người đi làm ăn xa, học tập từ các vùng có dịch Covid-19 trở về địa phương được giao cho tổ giám sát Covid-19. 19 cộng đồng và trạm y tế cơ sở đảm nhiệm. Từ việc khai báo y tế của người làm ăn xa, học tập trở về địa phương, ngành y tế của huyện sẽ quyết định có test nhanh để tầm soát covid-19 hay không, kinh phí test nhanh cho người dân do huyện chi trả. Việc vận động người thân đi làm ăn xa, học tập sinh sống ở những vùng có dịch covid-19, có về quê đón tết nhâm dần hay không, thì để gia đình của họ ở địa phương tự làm, tự khuyến cáo. Ông Bùi Huy Toàn chia sẻ. Mặc dù vẫn chưa khẳng định được chính xác mức độ nguy hiểm của Omicron, nhưng biến thể này đã khiến thế giới ghi nhận nhiều kỷ lục lây nhiễm từ đầu đại dịch. Trong một tuần, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 9, triệu ca mắc COVID-19 mới khi biến thể Omicron lây lan mạnh tại các nước. Số ca nhiễm đã tăng lên tới 71% so với tuần trước đó, mức tăng được Tổ chức Y tế Thế giới WHO ví như sóng thần Omicron. Tuy nhiên cũng có thêm thông tin tích cực về dịch bệnh khi số ca tử vong trong tuần giảm, phần nào cho thấy độc lực của Omicron thấp hơn so với các biến chủng trước đây. Phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 1, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tuần qua thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát hồi cuối năm 2019. Số liệu này trên thực tế có thể sẽ còn cao hơn bởi chưa có dữ liệu chính xác về xét nghiệm trong những ngày nghỉ lễ cuối năm 2021. Người đứng đầu WHO cũng cảnh báo không nên chủ quan cho rằng Omicron chỉ gây bệnh nhẹ, nhưng các biến thể trước đây Omicron vẫn có thể khiến cho người nhiễm phải nhập viện và tử vong. Trên thực tế, sóng thần lây nhiễm hiện rất mạnh và nhanh gây ra sức ép không nhỏ tới hệ thống y tế tại các nước. Theo bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO, Omicron gần như chắc chắn không phải là biến thể cuối cùng. Quan chức WHO đồng thời kêu gọi thực thi triệt để các biện pháp phòng chống dịch như là tiêm chủng vaccine, thông khí trong phòng, giữ khoảng cách hợp lý và đeo khẩu trang, nhưng phải đeo đúng cách. Trong khi các nước đang triển khai việc tiêm vaccine mũi thứ ba, thì nhiều câu hỏi đặt ra rằng liệu có những mũi thứ tư, thứ năm tăng cường của vaccine COVID-19 hay không? Theo CEO của Moderna, hiệu quả của mũi tiêm nhắc lại COVID-19 có thể giảm theo thời gian và mọi người có thể cần phải tới mũi tiêm thứ tư để tăng cường bảo vệ. Theo hãng tin CNBC, ông Stephen Bancel, CEO của Moderna, nói những người được tiêm mũi 3 vào mùa thu năm ngoái có thể có đủ miễn dịch đến hết mùa đông khi làn sóng lây nhiễm mới nổi lên và mọi người tụ tập trong nhà để tránh rét. Tuy nhiên theo ông Bancel, hiệu quả của mũi tiêm nhắc lại có thể giảm sau vài tháng tương tự như hai mũi tiêm cơ bản. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu trong mấy tuần tới chúng ta có dữ liệu cho thấy mức độ bảo vệ được giữ vững theo thời gian. Tôi cho rằng miễn dịch sẽ không duy trì được lâu, ông Bancel phát biểu. Ông Benzel nói rằng chính phủ một số nước gồm Anh và Hàn Quốc đã đặt mua thêm vaccine để chuẩn bị cho khả năng phải tiêm mũi thứ tư. Tôi vẫn tin rằng chúng ta sẽ cần tiêm mũi nhắc lại trong mùa thu năm 2022 và sau đó. Ông nói và nhấn mạnh rằng người cao tuổi hoặc có bệnh nền có thể phải cần tới mũi tiêm nhắc lại hàng năm trong những năm tới đây. Chúng tôi vẫn cho rằng virus này sẽ không biến mất, chúng ta sẽ phải sống chung với virus, ông Benzel phát biểu. Tháng trước, Moderna công bố dữ liệu ban đầu cho thấy mũi tiêm nhắc lại hiện nay với hàm lượng 50 microgram hoạt chất giúp tăng gấp 37 lần mức kháng thể, ngăn chặn sự lây nhiễm biến chủng Omicron. Hãng này cũng ước tính rằng nếu tiêm nhắc lại bằng 100 microgram hoạt chất thì mức kháng thể đó sẽ tăng lên 83 lần. Mũi tiêm nhắc lại giữ vai trò càng quan trọng trong chiến lược của các quốc gia nhằm kiểm soát virus vì hai mũi tiêm cơ bản được cho là giảm tác dụng nhiều trong việc chống lại sự lây nhiễm Omicron. Dữ liệu từ Anh cho thấy, hai mũi tiêm cơ bản bằng vaccine Moderna hoặc Pfizer chỉ có hiệu quả khoảng 10% trong việc chống lại lây nhiễm COVID-19 có triệu chứng, do ở Omicron thời điểm 20 tuần sau khi tiêm mũi thứ hai. Cũng theo nghiên cứu này, do cơ quan an ninh y tế Anh thực hiện, mũi tiêm nhắc lại đạt hiệu quả tới 75% trong việc chống lại nguy cơ mắc Omicron có triệu chứng ở thời điểm 2 tuần sau khi tiêm. Tuy nhiên, nghiên cứu trên cho thấy hiệu quả của mũi tiêm nhắc lại bắt đầu giảm sau khoảng 4 tuần, tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm của mũi tim này còn khoảng 55 đến 70% ở thời điểm từ 5 đến 9 tuần sau tiêm và còn từ 4 đến 50% ở thời điểm 10 tuần sau khi tiêm. Tại Philippines, tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị bắt nếu không tuân thủ lệnh ở yên tại nhà giữa lúc số ca nhiễm tăng ở mức cao nhất trong vòng 3 tháng. Trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc, ông Duterte thông báo Ông đang yêu cầu các quan chức tìm kiếm những người chưa tiêm chủng vaccine COVID-19 và đảm bảo rằng họ ở yên trong nhà. Nếu người đó từ chối ra khỏi nhà và đi đến nơi công cộng, anh ta có thể bị bắt. Nếu người đó kháng cự, nhân viên an ninh được trao quyền để bắt những người ngoan cố, ông Duterte nói. Số ca nhiễm mới trong ngày 6 tháng 1 cao gấp 3 lần so với ngày 4 tháng 1, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 2,88 triệu người và số ca tử vong lên hơn 51.700 người. Philippines là quốc gia có ca nhiễm và thương vong do COVID-19 cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia. Thách thức những người phản đối chỉ thị của ông nộp đơn kiện, ông Duterte tuyên bố bản thân chịu trách nhiệm về sự an toàn và hạnh phúc của mọi người dân Philippines. Tính đến cuối năm ngoái, 49,8 triệu người tại Philippines đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19, tương đương 45% trong tổng số 110 triệu dân của quốc gia này. Theo quy định hiện hành, những người chưa được tiêm phòng ở khu vực thủ đô Manila chỉ có thể ra khỏi nhà trong các trường hợp thiết yếu. Ông Duterte được biết đến là người có quan điểm cứng rắn với công tác phòng chống dịch. Năm 2021, ông đã đe dọa bỏ tù những người từ chối tiêm thuốc hoặc tiêm Invermectin cho những người này. Invermectin là một loại thuốc chống ký sinh trùng được sử dụng rộng rãi trong thú y. Tuyên bố mới nhất của ông Duterte đang phản ánh nỗi lo càng ngày càng tăng của chính phủ Philippines về tình hình dịch bệnh. Philippines đã phát hiện 43 trường hợp nhiễm biến thể Omicron cả trong nước và nhập cảnh, buộc chính phủ phải thắt chặt các biện pháp chống dịch trong tuần này. Thưa quý vị, trước sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm Omicron tại Việt Nam, diễn biến dịch bệnh tại nước ta sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới. Trước tình hình như hiện nay, rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người, nghiêm túc thực hiện 5K để dịch bệnh được kiểm soát hơn còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại